Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial. Chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần. Gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansanhyen.com. Tiệm vàng Kim Huệ trong thân xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GIA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Thanh Lê Diệp và Anh Dũng trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình Việt Face Today ngày hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 10, 2024. Xin được cầu chúc sức khỏe đến cùng tất cả quý khán giả. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Lúc này tin tức liên quan đến thời tiết nhiều quá anh Dũng. Đúng là vì ngày hôm nay là mọi người đang tập trung chú ý. Sáng giờ mở CNN thì phần lớn khoảng 70% các tin tức đều nói về cơn bão Milton. Tại vì có lẽ đây là một cái cơn bão mà người ta không thể lường trước được cái hậu quả của nó như thế nào. Nhưng mà tính cho đến giờ phút này đó thì nhiều người cũng nói rằng nó là một cơn bão sẽ có thể mang đến một cái sức hủy diệt lớn nhất trong lịch sử bão tố tại Hoa Kỳ mấy chục năm nay. Thì đây là cái điều mà hiện nay chính quyền ở Florida đang kêu gọi người dân phải nhanh chóng di tản một cách an toàn nhất như có thể. Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần tin thì cũng là cái bản tin này, là cơn bão Milton đang tiến về gần bờ biển Vịnh và Florida. Hơn 20 triệu người trên khắp tiểu bang đã được cảnh báo về cơn bão này. Và chính quyền đang liên tục kêu gọi một cách mạnh mẽ xe cảnh sát đi rảo trong các cái khu phố, thưa quý vị, và nhấn mạnh rằng là nên di tản, là vì đây là một cái cơn bão mà không ai có thể chống chọi lại với nó được cả. Quý vị nhìn thấy trên con đường di tản thì hàng đoàn xe, những cái mảnh vỡ từ cơn bão Helen còn tồn đọng ở các đường phố ở tại Florida hiện nay, nó có thể trở thành những cái món vũ khí mà người ta nói có thể là thành những cái mảnh bom, mảnh đạn giống như vậy, nếu mà cơn bão này mang với sức gió cấp 4 để đánh vào bờ biển này. Do đó nó sẽ có một cái sức tàn phá rất là lớn. Cảnh sát đi trên đường đó thì nói và cũng trả lời phỏng vấn khi mà được hỏi thì nói đó, nếu mà ai không di tản trong đợt này thì nhớ lấy một cái bút marker mà vĩnh viễn đó, cái bút mà không có phai màu, thì viết lên chân mình tên, tuổi và cũng như là cái số an sinh xã hội, để trong trường hợp nếu như không chạy thoát và bị tai nạn hoặc là bị cái gì thì người ta có thể biết tung tích của mình là ai, để người ta có thể xác nhận được cái danh tánh của mình. Đó là cái lời khuyên mà có lẽ là ít nghe thấy trong những cái tai nạn trước đây. Quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là cái mức độ mà sóng dâng cao ở một số các cái khu vực bờ biển ở miền đông của Florida. Chẳng hạn như tại khu vực Tampa thì cái mức cao nhất là từ 9 feet cho đến 15 feet. Nó kéo dài từ Tampa xuống tới Sarasota và xuống tới Fort Myers. Rồi dưới này thì từ 6 đến 10 feet. Rồi dưới này thì 5 đến 8 feet, tức là cái trung tâm bão nó có thể đánh vào cái khu vực bờ biển của Tampa Bay. Do đó mà chính quyền đã lên tiếng kêu gọi rằng chúng ta phải gấp rút di tản. Một số các cái tình trạng ở tại Florida hiện nay, có nhiều cây xăng thì đã đóng cửa vì họ không còn xăng đầy đủ nữa. Và họ đã đóng cửa những cái trạm xăng này và họ đưa ra những cái công việc chẳng hạn như là đóng các cái cửa sổ hoặc là dùng ni lông để mà bao bọc các cái trạm xăng ở phía ngoài. Rồi tất cả những cái ngôi nhà tư nhân ở khu vực này người ta cũng đóng bằng những cái rào chắn bằng gỗ để bọc che lại những cái cửa sổ. Cái vấn đề mà người ta lo ngại là những cái đống đổ nát này, thưa quý vị, từ cơn bão Helen còn lại đó, nó sẽ gây ra nhiều tai nạn và nó sẽ bay tung tóe trong không khí khi mà cơn bão này đánh vào. Và hiện nay thì cái tình trạng rất là khẩn cấp. Tất cả mọi người ta đã dự đoán từ đây đến chiều tối ngày hôm nay thứ Tư thì cơn bão sẽ đi vào, và từ sáng đến giờ đó, thì những cơn mưa lớn đã đổ xuống một số các cái khu vực gần bờ biển rồi.
các bờ biển ở tại Cancun cũng như là ở tại Cuba thì người ta đã chứng kiến những cơn mưa lớn và gió giật rất là mạnh. Bây giờ thì tất cả Florida dường như đều đang chuẩn bị căng mình để mà đón chờ cơn bão này. Không biết anh sao nha, chứ còn nếu mà năm nào mà tôi cũng phải gọi là di tản hay là cái gì đó, chắc đầy bao cát để mà bảo vệ nhà rồi sau đó phải đi lánh nạn thì chắc là cũng khó ở mấy khu như vậy lắm. Thấy sợ quá phải không? Đúng không? Cứ không lẽ năm nào cứ xách xe rồi cũng di tản. Mùa bão nào mình cũng thấy đó, đúng không? Cái tình cảnh là phải di tản khắp nơi như vậy. Cũng liên quan đến bão Milton thưa quý vị, thì vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương, đó là ngày thứ tư đó, thì bão Milton đã được các nhà khí tượng coi như là giảm cường độ nó xuống, chỉ còn là cơn bão cấp 4 mà thôi, chứ không phải là bão cấp 5 nữa, khi mà nó coi như là đổ bộ vào khu vực Peninsula của tiểu bang Florida. Tuy nhiên nó vẫn đem theo một lượng mưa lớn và gió rất là mạnh. Cũng như là quý vị, những người sống ở gần khu vực đó sẽ thấy những cơn thủy triều mà có thể gây chết người nếu mà họ không có cẩn thận. Và bão Milton hiện nay đang ở trong cái khu vực mà gọi là miền trung của tiểu bang Florida. Đây là hình ảnh từ vệ tinh quý vị nhìn thấy trên màn hình đó. Nó tiến đang rất gần rồi, và trung tâm cái mắt bão nó sẽ đánh vào khu vực từ Fort Myers lên đến Tampa, thì cái đường đi của nó như vậy. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những cư dân ở tại Florida vượt qua cơn bão này một cách an toàn. Sang qua bản tin liên quan đến tình hình thời sự, thưa quý vị, đây cũng có lẽ là một cái cơn bão khác trong cộng đồng người Việt khi chúng ta thấy cái tin tức này. Bản tin này thì trong tháng trước thì chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị khi mà tập đoàn Trump Organization đã có ký một số các cái biên bản ghi nhớ liên quan đến cái việc là sẽ đầu tư ở tại tỉnh Hưng Yên, ở tại Việt Nam đó. Thì ngày hôm nay, hôm qua, đài BBC, chúng tôi xin lỗi, hãng thông tấn Reuters đã đưa tin chính thức là Trump Organization đã chính thức ký kết cái hiệp ước cùng với công ty Kinh Bắc ở tại Hưng Yên để thành lập một cái nơi resort, khách sạn, sân golf và khu dân cư trị giá đến 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc CD, viết tắt là KBC, vào ngày 8 tháng 10 đã ra thông báo cho biết là công ty con của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim tại tỉnh Hưng Yên. Thương vụ này diễn ra trong chuyến đi của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ vào cuối tháng trước. Thông báo của tập đoàn Kinh Bắc cho biết thêm rằng dự án bao gồm 2 hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với mạng lưới khách sạn Resort Villa thượng đẳng, cung cấp dịch vụ cao cấp nhất theo tiêu chuẩn cao nhất của tập đoàn Trump, phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cao cấp. Đó là bản tin được viết từ đài VOA. Ngoài ra thì vẫn theo thông báo, dự án còn bao gồm một quần thể đô thị nhà ở hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Hưng Yên, nơi được cho biết sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai không xa. Thông báo của Trump Organization gọi thương vụ này là sự hợp tác chiến lược với tập đoàn phát triển Hưng Yên, một công ty con của KBC. Hưng Yên là tỉnh quê nhà của ông Tô Lâm, và ông Lâm dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York vào hồi cuối tháng 9 và đã có gặp gỡ với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị. Không có thông tin về việc là ông Lâm gặp mặt cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng ông Trump đã có mặt tại New York trong cùng thời gian đó. Theo thông báo của cả hai bên thì lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do Eric Trump đại diện và tập đoàn Hưng Yên do ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch KBC đại diện diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tại New York dưới sự chứng kiến của cựu Tổng thống Trump. Chúng tôi vô cùng hào hứng khi chính thức bước chân vào thị trường đầy năng động này, ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Trump đã nói, theo thông báo của Trump Organization cho biết. Đáp lại thì chủ tịch KBC là ông Đặng Thành Tâm sau khi giới thiệu tập đoàn Hưng Yên là một trong những nhà phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam đã khen ngợi. Gia đình Trump luôn luôn là tiên phong trong việc đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho ngành khách sạn. Vẫn theo thông báo từ Trump Organization, thì ông Tâm nói rằng chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác đầy tiềm năng này. Thông báo của KBC cho biết là bí thư tỉnh ủy Hưng Yên có tên là Nguyễn Hữu Nghĩa, người đã có mặt trong chuyến đi của ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ, đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ này, và cả hai bên đều không cho biết về khung thời gian dự án sẽ bắt đầu. Thưa quý vị, trở lại với các tin tức liên quan đến cuốn sách
mà ký giả Bob Woodward của tờ Washington Post sắp sửa sẽ phát hành vào cái gọi là cái trung tuần của tháng 10 đó, thì ông Bob Woodward một lần nữa sẽ liệt kê ra những chi tiết liên quan đến những cuộc đối thoại mà ông trực tiếp nghe được hoặc là ông nghe được từ những người có am hiểu tình hình giữa Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump vân vân và những lãnh đạo quốc tế khác để nói về quan hệ giữa Vladimir Putin và cũng như là Donald Trump như thế nào, cũng như là việc là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump dưới thời kỳ mà Covid-19, chính quyền của Trump đã âm thầm gửi một lô hàng những bộ xét nghiệm Covid-19 đến cho Vladimir Putin vân vân. Thì đây là những cái chi tiết mà nó sẽ được đưa ra trong cái cuốn sách có tựa đề là Chiến tranh bởi ký giả Bob Woodward của tờ Washington Post. Và thưa quý vị, nếu quý vị còn nhớ rằng là trước đây đó, ông Bob Woodward cũng đã cho phát hành một cuốn sách rồi, một cuốn sách mà ông cũng đã trực tiếp phỏng vấn với ông Donald Trump. Và ông Bob Woodward là một cái người mà có cái lịch sử lâu năm là thường xuyên có được những cái thông tin rất là gọi là quan trọng từ những chính quyền khác nhau. Ví dụ như là cái thời của George Bush, ông cũng từng đã viết ra một cuốn để nói về chiến tranh Afghanistan và Iraq v.v. Cho nên là người ta sẽ đang chờ xem những chi tiết xung quanh cái cuốn sách này. Sang qua Las Vegas, như bản tin ngày hôm qua chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị, thì khách sạn Tropicana ngày hôm nay, khuya ngày hôm qua thì đã được cho nổ và đã được sang bằng để người ta sẽ xây dựng một công trình mới. Tropicana mở cửa cách đây 67 năm và nó sắp sửa trở thành một ký ức. Sáng sớm ngày thứ Tư thì quý vị nhìn thấy trước khi cho sập đổ cái khách sạn này thì đã có những đợt pháo bông để bắn lên trên bầu trời ở ngay tại Tropicana để cùng chia tay với tòa khách sạn này. Tất cả mọi thứ người ta đã ghi nhận lại được, CNN đã đưa đến những cái hình ảnh vào tối ngày hôm qua khi mà khách sạn Tropicana bắn những cái đợt pháo bông. Những gì mà chúng ta đang thấy thì là nó đã sẽ biến cái tòa nhà 97 tuổi này, chúng tôi xin lỗi 67 năm tuổi này, trở thành một cái nơi để xây dựng một cái vận động trường, nơi để đánh bóng chày, tức là baseball. Sau cái clip này quý vị sẽ nhìn thấy cái đoạn clip mà người ta bắt đầu cho nổ nó. Đây là cái hình ảnh lúc 2 giờ 27 phút sáng, tức là khuya ngày hôm qua đó thưa quý vị, thì cái khu vực này đã cho phát nổ. Và đây là cái hình ảnh của Tropicana trong những ngày mà nó chuẩn bị để nó tháo dỡ tất cả những cái đồ ở trong phía trong đó, những cái trang bị nội thất này kia, nó tháo dỡ hết tất cả, chỉ còn trơ lại khung sườn. Thì tối ngày hôm qua người ta đã đặt mìn để phá vỡ nó. Và tất cả những cái các kỹ sư mà khi mà thiết kế những cái mìn này được cho biết là họ đặt những cái vào những cái vị trí ở tòa khách sạn để cái tòa nhà có thể sập vào một cái hướng duy nhất ở khu đất ở chính giữa trung tâm và tránh làm ảnh hưởng đến các cái khu nhà ở chung quanh. Và tuy nhiên cái màn bụi mà khi mà cái tòa nhà này nó sập xuống nó rất là lớn, và đó là một cái điều có thể làm ô nhiễm, nhưng là rất mà người ta đã tính toán là sẽ làm từ khuya, thì sáng sớm thì có thể có một ít không khí nó ẩm thì nó làm cho cái đám bụi nó sẽ không có bốc lên nhiều so với nếu như làm việc này vào ban ngày. Thì đó là các kỹ sư đã tính toán tất cả các cái chi tiết liên quan để cho sập cái Tropicana. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không còn thấy Tropicana mỗi lần đến với Las Vegas. Quý vị nhìn thấy đó, cái đám bụi nó bốc lên rất là lớn. Một bản phúc trình mới nhất vừa mới được đưa ra cho thấy rằng là COVID-19 có thể gia tăng nguy cơ bệnh tim, cũng như là về vấn đề mà đột quỵ 3 năm sau khi mà người đó bị nhiễm virus COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã coi như là tham khảo lại hồ sơ bệnh lý của khoảng 250.000 người mà đã ghi danh vô trong cái tổ chức có tên là UK Biobank, để mà đây là một cái kho dữ liệu của những bệnh nhân ở tại có thể là nước Anh đi, mà họ đã thu thập những hồ sơ này. Thì những người mà đã bị mắc bệnh COVID-19 trong năm 2020 đó, trước khi mà có cái liều thuốc vaccine chích ngừa, những người này có nguy cơ gấp 2 lần
sẽ bị những loại bệnh tim so với lại những người mà không có xét nghiệm dương tính với lại COVID-19, vân vân. Thì nói chung rằng cái nghiên cứu này kết luận là khi mà chúng ta đã từng bị COVID-19, nhất là trước khi mà chúng ta có những cái vaccine chích ngừa đó, thì cái nguy cơ mà chúng ta bị bệnh tim hay là những cái bệnh liên quan đến tim mạch sau này, 3 năm sau đó đó, nó cao hơn rất nhiều so với là những người mà gọi là chưa bao giờ bị nhiễm bệnh COVID-19. Trở lại với bản tin, thưa quý vị, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hiện nay đang phải vật lộn với những khoảnh khắc mà người ta gọi là khoảnh khắc Me Too của riêng mình, khi mà các cáo buộc tấn công tình dục đầu trong nội bộ của CIA đang bị công khai. Các tòa án ở phía Bắc Virginia và Washington DC đã âm thầm xét xử các vụ án liên quan đến những cáo buộc tấn công tình dục tại cơ quan tình báo này trong hơn một năm nay. Các vụ án này đã hé lộ thoáng qua những gì mà nhiều quan chức mô tả là vấn đề văn hóa sâu xa tại cơ quan này. Đằng sau hậu trường thì các cáo buộc khác vẫn tiếp tục gây phiền nhiễu cho nhiều cơ quan và kể cả ngay bản thân của CIA, bao gồm là ít nhất một khiếu nại đưa đến việc là một sĩ quan trong CIA đã bị sa thải và một loạt những người phụ nữ đã đứng lên để tố giác những cái sự việc này. Và họ đã có mặt ở tại những cái buổi điều trần tại Điện Capitol Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây và đã đứng ra để làm chứng sau những cái cánh cửa đóng kín vì các ủy ban giám sát của Quốc hội liên quan đến việc giải quyết các cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục tại CIA. Một số các nạn nhân thì gọi đây là khoảnh khắc Me Too, một cái phong trào tố giác cái việc bị lạm dụng tình dục mà chúng ta đã từng nghe nói đến cái phong trào này từ vài năm nay. Đáp lại thì CIA đã khởi động một nỗ lực để cải cách lớn trong năm qua để có thể chấn chỉnh lại tất cả những cái bê bối này. Tuy nhiên, cái việc mà điều tra cũng như là các cuộc điều trần vẫn còn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang cân nhắc cái việc là nên hay không nên tách công ty Google ra thành những công ty nhỏ hơn trong những hồ sơ mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình trước tòa án vào ngày thứ ba tuần này. Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng là họ có thể khuyến nghị rằng là phải nên tách công ty Google ra nhiều công ty nhỏ hơn. Ví dụ như là công ty Google là một cái nền tảng để mà chúng ta truy cập những thông tin ở trên mạng xã hội, nhưng Google cũng đang gọi là sản xuất ra các phần mềm cho loại điện thoại Android tương tự như là cái loại điện thoại của Apple, và Google cũng sản xuất ra những cái máy bàn như tablet như là Chrome, vân vân. Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng là bây giờ với cái sự thống trị của Google đó thì họ kiểm soát quá nhiều công nghệ để mà cho những người khác có thể cạnh tranh vào trong cái mặt này, và vì vậy cho nên rằng là Bộ Tư pháp nói rằng là trong thời gian tới đây họ sẽ cân nhắc cái việc rằng là có nên kiện Google ra tòa án để mà bắt buộc là công ty này phải tách ra thành nhiều công ty nhỏ hơn. Liên quan đến vấn đề, vào tháng trước khi chúng ta đã nghe những bản tin là lực lượng quân sự của Israel đã sử dụng một số các cái pager, các cái máy nhắn tin hoặc là các cái máy bộ đàm để gây nổ và làm thương vong cho nhiều lực lượng Hezbollah trong thời gian đó, thì hiện nay những cái lo ngại liên quan đến vấn đề các thiết bị nổ này đã đang làm lan rộng ra ngoài biên giới của Lebanon. Các hãng hàng không lớn trên thế giới đã bắt đầu cấm các cái máy nhắn tin, tức là các cái pager hoặc là những cái máy bộ đàm được mang lên trên các chuyến bay. Và bây giờ thì Trung Quốc đang có vẻ như lợi dụng những cái tin tức này và nỗi sợ hãi của mọi người để loan truyền những cái tin tức khác liên quan đến các loại điện thoại thông minh, chẳng hạn như iPhone. Trên các phương tiện truyền thông xã hội được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, những người kiểm duyệt đã cho phép một cái đoạn video được đưa ra từ năm 2011 liên quan đến một chiếc iPhone phát nổ, và họ đã lan truyền nó ra trong những ngày gần đây. Và đã có một cái số các cái so sánh sai lệch với những cuộc tấn công chết người tại Lebanon, tức là bằng việc sử dụng những cái phương tiện giao tiếp, chẳng hạn như là phone thông minh, để có thể gây ra những cái vụ nổ giống như vụ nổ pager hoặc là máy bộ đàm.
Hàng ngàn chiếc máy nhắn tin và bộ đàm đã được gắn thuốc nổ, nhưng bây giờ thì những cái người ở tại Trung Quốc đang đưa cái loan truyền là việc là iPhone, Apple cũng có thể sẽ được sử dụng để làm một cái phương tiện nổ khi mà gắn vào đó những cái loại thuốc nổ để có thể sử dụng bất kỳ trong một cái lĩnh vực nào đó. Người ta cho rằng là bất chấp nỗ lực của một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc bác bỏ những tin đồn trực tuyến này, tuy nhiên họ đã làm cho một số đông những người theo dõi lo sợ rằng iPhone có thể phát nổ, và điều này đang gây ra một sự sợ hãi lớn đối với những người sử dụng tại Trung Quốc. Những bài đăng này thì đã không bị kiểm duyệt, người ta lấy làm lạ là Bắc Kinh là một cái chính quyền luôn luôn kiểm duyệt những cái tin tức sai lệch, nhưng với cái đoạn, những cái đoạn video này, những cái lời tuyên truyền liên quan đến cái vấn đề này thì họ lại không kiểm duyệt và để nó phát tán một cách vô tội vạ. Ông Robert Baer là cựu nhân viên của CIA nói rằng bất kỳ chiếc điện thoại nào sử dụng chip đều không an toàn. Chúng ta có thể cho nó nổ tung người nào đó nếu cho chúng ta gắn chip nổ hoặc chất nổ vào trong điện thoại đó. Phóng viên của đài CNN là Will Ripley nói rằng chúng ta có rất nhiều cách dễ dàng hơn để giết ai đó mà không phải cần lấy cái điện thoại của họ. Và người ta thực tế là không thể có chuyện điện thoại tự phát nổ mà nếu như chúng ta không thể gắn thuốc nổ vào trong đó. Cái điều nhiều nhất mà nó có thể làm là nếu như cái pin của chúng ta đang chạc mà nó bị nóng quá hoặc là nó bị bắt lửa hoặc cái gì thì chiếc phone nó mới có thể tự động nó nổ. Nhưng mà còn nếu như không có cái sự cài đặt ở bên ngoài vào thì chắc chắn là nó sẽ không thể nổ một cách tự nó. Do đó những cái tin tức lan truyền trên các trang mạng của Trung Quốc hiện nay đang gây ra một cái sự lo lắng về việc là sử dụng những cái loại phone này có thể bị ảnh hưởng. Sang có tin liên quan đến Trung Đông, thưa quý vị, thì tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết rằng là cuộc chiến giữa Israel và Lebanon hiện nay đã khiến cho ít nhất là 1.200.000 người dân sống ở tại Lebanon phải coi như là bị ảnh hưởng rất là tiêu cực khi mà họ không có nơi coi như là trú ẩn. Trên hình thì quý vị đang thấy đây là những xe tải từ chương trình thực phẩm thế giới dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc đang đưa thực phẩm tới những nơi mà bị ảnh hưởng khi mà có như chúng tôi vừa mới nói rằng đã có hơn cả triệu người đã phải di dời từ nhà của họ nếu mà họ sống ở tại miền Nam Lebanon vào những khu vực khác khi mà Israel đang có những chiến dịch quân sự trên bộ cũng như trên không nhắm vào các cứ điểm của tổ chức Hezbollah nằm ở trong miền Nam của Lebanon. Thì một lần nữa, tương tự như là những gì mà Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo ở tại dải Gaza cũng như là khu vực bờ Tây, thì bây giờ miền Nam của Lebanon cũng đang bắt đầu vô trong tình trạng thiếu thốn lương thực và người dân ở đây đang có nhiều cái nhu cầu mà không được đáp ứng vì vấn đề chiến tranh. Sang qua tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Bắc Hàn cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt nối liền với Nam Hàn. Quân đội Bắc Hàn cho biết là họ sẽ thực hiện một bước đi quân sự mạnh mẽ đáng kể, đó là cắt đứt hoàn toàn lãnh thổ của mình ra khỏi Nam Hàn vào ngày hôm nay thứ Tư, sau nhiều tháng củng cố khu vực biên giới và trang bị những cái loại vũ khí hạng nặng. Thông báo này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã hủy bỏ chính sách lâu đời về việc tìm kiếm sự thống nhất hòa bình với Nam Hàn vào hồi đầu năm, và tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt còn lại kết nối giữa hai bên Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Tình hình quân sự nghiêm trọng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, đòi hỏi lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên phải có biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ hơn để bảo vệ an ninh quốc gia một cách đáng tin cậy hơn. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã cho biết trong một thông báo theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa ra, trong đó họ gọi Bắc Hàn bằng chữ cái đầu của tên chính thức của nước này là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo phía quân đội của Nam Hàn thì kể từ hồi tháng Giêng, Bình Nhưỡng đã củng cố hệ thống phòng thủ biên giới, đặt mìn, xây dựng bẫy chống xe tăng và dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng về đường sắt. Ông Kim cũng đã tăng cường lời lẽ gây gắt chống lại Nam Hàn và gọi Nam Hàn là kẻ thù chính và là kẻ thù chính bất biến của Bắc Hàn. Một mô tả được lặp lại trong thông báo mới nhất của lực lượng quân đội Bắc Hàn. Bộ Tổng tham mưu cho biết là các biện pháp này là phản ứng đối với các cuộc tập trận chiến tranh gần đây được tổ chức tại Nam Hàn,
và các chuyến thăm của những gì mà họ tuyên bố là tài sản hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Năm qua thì một hàng không mẫu hạm, một tàu tấn công đổ bộ và máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm của Mỹ đã đến thăm Nam Hàn. Làm cho Bình Nhưỡng rất tức giận và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Phản hồi hôm thứ Tư thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết thông báo của Bắc Hàn là một biện pháp tuyệt vọng xuất phát từ sự bất an của chế độ Kim Jong-un đã thất bại và sẽ đưa đến sự cô lập một cách khắc nghiệt hơn đối với Bắc Hàn. Hoàng Minh là một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Nam Hàn ở Seoul cho biết là hành động mới nhất của Bắc Hàn chính thức hóa công việc đã được thực hiện dọc theo khu vực biên giới quân sự hóa của nước này và cho rằng Bình Nhưỡng có thể đặt mục tiêu hiến pháp hóa biên giới này trong tương lai. Và nếu như Bắc Hàn thiết lập một điều khoản lãnh thổ mới thông qua việc sửa đổi hiến pháp và cắt đứt quan hệ với Nam Hàn, hậu quả bên trong và bên ngoài sẽ rất to lớn. Ông Hoàng Minh đã tuyên bố với CNN và ám chỉ rằng Bình Nhưỡng đang thực hiện những bước nhỏ theo chiều hướng đó. Và bản tin cuối cùng trong phần này, thưa quý vị, tin liên quan đến ứng dụng TikTok. Nếu quý vị là phụ huynh có con nhỏ, có thể quý vị sẽ thích thú với lại cái bản tin này cũng như cái vụ kiện tập thể trong tuần này khi mà 14 tiểu bang đã chính thức đệ đơn để mà kiện công ty TikTok vì đã làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ. Đúng rồi, thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại. 14 bộ trưởng tư pháp đã chính thức đệ đơn kiện TikTok là đã làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần của các bạn trẻ khi mà họ cáo buộc rằng là vì các bạn trẻ suốt ngày cứ coi TikTok, mãi mê coi TikTok, không để ý đến những chuyện gì khác. Cái hành động mà gọi là bị ghiền TikTok là một cái hành động rất là nguy hiểm. Vậy vậy cho nên rằng là họ muốn đệ đơn kiện công ty TikTok vì những chuyện như vậy. Chúng tôi thấy cũng hơi tức cười là tại vì nếu mà nói đến nguy hiểm đó thì một số tiểu bang họ không có tập trung vào vấn đề gọi là buôn bán fentanyl mà bây giờ họ lại nói rằng bây giờ bảo vệ sức khỏe tinh thần cho các bạn trẻ. Như trong bản tin chúng ta đã thấy đó là đúng là cái vấn đề mà để cho các thanh thiếu niên sử dụng cái này nhiều quá, nó ảnh hưởng đến các cái thói quen, những cái giấc ăn, giấc ngủ, rồi những cái giờ giấc học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là ngoài cái việc này, thì hồi nãy trong bản tin chúng ta thấy nó còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm thần và đưa đến một số các cái tình trạng là các thanh thiếu niên luôn sống trong cái tình trạng yếm thế và họ cứ nghĩ đến cái việc là họ sẽ tự tử vì những ảnh hưởng, những cái tác động của cái việc sử dụng nhiều quá cái loại này. Đó cùng với cái fentanyl là hai cái thứ giết người, một thứ thì mình thấy rõ, một thứ thì nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm thần, cho nên hai cái vấn đề tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã quan tâm từ lâu đến hai vấn đề này một cách rất là mạnh mẽ và chắc chắn là họ phải tìm kiếm. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, làm sao mà tìm ra được một cái giải pháp an toàn nhất và hữu hiệu nhất để mà có thể làm cho cái việc này. Thành ra đó vẫn là một cái câu hỏi mà chúng ta phải để ý và tìm hiểu những cái câu trả lời trong thời gian sắp tới. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, như trong phần tin chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị, như vậy là Trump Organization đã chính thức ký kết những cái biên bản ghi nhớ để xúc tiến cái việc là đầu tư khoảng 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim vào các cái resort, vào các cái sân golf. Hai sân golf, mỗi sân là 54 lỗ và một số các cái resort cũng như là các cái khu an dưỡng, nghỉ mát, nhà cao cấp trong thời gian sắp tới. Trong cái bản tin thì người ta không nói là khi nào chính thức sẽ bắt đầu khởi công, nhưng cái việc mà ký kết thì có vẻ như đã tiến tới một cách rất là gần. Hiện nay thì người ta thấy rõ ràng rằng cái việc mà một công ty hợp tác với một quốc gia nào đó để làm ăn chỉ là một cái việc bình thường thôi. Và tin tức này chắc có lẽ sẽ không ảnh hưởng
đến cử tri người Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng với tin tức này thì ít ra nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đó với cộng đồng cử tri người Việt của chúng ta. Là vì chúng ta cũng biết rằng là cộng đồng chúng ta là một cộng đồng rất nhạy cảm đối với các tổ chức hoặc các cơ quan hoặc là kể cả chính quyền khi mà họ bắt tay cùng với Việt Nam làm một điều gì đó, mà ngay cả những cái việc đầu tư như thế này. Trong thời gian qua chúng ta đã cũng có theo dõi một số rất lớn các cái công ty Hoa Kỳ khi mà về Việt Nam làm ăn thì sau đó cũng đã bị sự phản ứng một cách dữ dội từ cộng đồng người Việt của chúng ta thôi. Thì tin tức này nó có ảnh hưởng gì đến cử tri gốc Việt của chúng ta trong mùa bầu cử năm nay hay không? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định và phân tích với Tyler Diệp. Dạ, thưa quý vị, để mà gọi là nói mà cho nó công bằng một chút xíu đó, để nó rõ hơn là gì nè. Hãng thông tấn Reuters tường thuật rằng là tập đoàn Trump Organization và công ty Kinh Bắc của Việt Nam đã có một cái gọi là cái memo of understanding, một cái bản ghi nhớ đi. Thì họ phỏng đoán rằng là cái dự án này nó có thể lên đến 1.5 tỷ Mỹ Kim. Nhưng cái đó không có nghĩa rằng là tập đoàn Trump Organization đồng ý đầu tư 1.5 tỷ Mỹ Kim vô dự án này, hoặc là tập đoàn Trump Organization có tiền mặt để mà đầu tư chuyện này không là có nữa. Cái mà nhiều người có thể là họ không có quen với là cái tác phong làm việc của ông Trump đó, là ông thích bán cái brand của ông, cái nhãn hiệu của ông nhiều hơn là ông bỏ tiền mặt vô trong những cái dự án này. Giống như là ông chọn cách mà là đầu tư mà ít phong hiểm hơn một phần là ít phong hiểm, một phần là chưa chắc là ông có tiền để mà làm những chuyện đó như vậy. Là ông nói rằng là thôi 90% cái chi phí của dự án thì quý vị chịu đi, chúng tôi bỏ vô một chút. Chúng tôi có cái chuyên môn để mà gọi là thiết kế ra những cái sân golf cũng như là những khách sạn sang trọng. Chúng tôi bỏ vô một chút vốn thôi. Nhưng mà tôi cho quý vị mượn cái tên của tôi để mà treo lên cái bảng mà trước cửa đó, để cho người ta thấy rằng đây là một cái khu nghỉ dưỡng, một cái khu resort, nó gọi là nó sang trọng với tầm vóc quốc tế. Thông thường cái đó là cái cách mà gọi là đầu tư của ông Trump. Chứ còn nếu mà quý vị nói rằng là ông có hơn tỷ để bỏ vô cái dự án này thì tôi mới cười, nói rằng biết không có tiền mặt nhiều như vậy hay không. Cái chuyện thứ hai mới là vô vấn đề là anh Dũng anh hỏi nó có ảnh hưởng gì đến kỳ bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ hay không, thì chắc là câu trả lời là chắc chắn là không. Là tại vì ở tại những tiểu bang chiến địa, cộng đồng Việt Nam ở đây không có gọi là một cái cộng đồng với có cái sức phiếu mà gọi là nó đáng kể. Ví dụ như bây giờ mình lượt qua đi, cộng đồng Việt Nam đó theo cách hiểu biết của chúng ta là chúng ta có một cộng đồng rất lớn ở tại Houston, Texas, quận Cam, California, San Jose, California, và một cộng đồng tương đối lớn hơn một chút xíu ở tại khu vực gọi là Fairfax County ở tại Virginia. Thì những cái địa điểm này không phải là những địa điểm của các tiểu bang chiến địa. Cho nên rằng là ông Trump nếu mà ông có ngại làm phật lòng những cử tri người Mỹ gốc Việt mà gọi là chống cộng đó, thì ông cũng không cần mà phải là gọi là quan tâm quá nhiều. Là tại vì trong những tiểu bang chiến địa không có cử tri người Mỹ gốc Việt ở cái tỷ lệ đông. Có thể chắc chắn rằng là sẽ có cử tri gốc Việt, nhưng mà gọi là đủ để mà thay đổi cái cán cân thắng thua đó thì chắc là không. Cho nên rằng là về mặt tranh cử tổng thống của cá nhân ông Trump đó thì chắc là không ảnh hưởng gì cả. Và quý vị biết rằng là Việt Nam cũng không phải là quốc gia cộng sản đầu tiên mà ông Trump hay là công ty của ông có những cái mối quan hệ thương mại. Trước đây con gái của ông Trump là Ivanka đó cũng đã từng muốn mở ra một số các thương hiệu ở tại Trung Quốc, chứ đừng nói chi là tại Việt Nam. Thì để trả lời cái câu hỏi thứ hai của anh Dũng đó là chắc là không ảnh hưởng đến cái kỳ bầu cử này. Đúng không? Reuters đưa tin, tôi lục soát thì thấy là Bloomberg cũng đưa một cái bản tin tương tự như vậy. Còn cái chuyện thứ ba đó
làm gì? Tôi hỏi giùm luôn cho anh Dũng rằng là nó ảnh hưởng như thế nào đối với cử tri gốc Việt ở tại những nơi như là chúng ta đang sống, ví dụ tại quận Cam đi, thì chắc chắn rằng là những người mà là chống ông Trump ra mặt mà không ngại gọi là mất một số các fan của mình, ví dụ như là bác sĩ Ngô Bá Định đi, ông Định mà ông thấy cái bản tin này đó thì ông chỉ chờ anh Dũng mời lên quan điểm thôi, để mà ông in cái bản tin nó ra để mà gọi là ông chửi tiếp. Thì đối với lại những người mà gọi là trong đảng Dân Chủ chống ông Trump đó, thì cái việc mà tập đoàn Trump Organization sắp sửa có một cái dự án thương mại với lại Việt Nam sẽ là một cái bằng chứng khác để mà cho những người Việt theo đảng Dân Chủ trong cộng đồng Việt Nam đứng ra để mà gọi là chửi tiếp. Không biết nói như vậy có công bằng không? Phải nói hai chiều như thế này. Dạ. Chúng ta nên nhớ cái vấn đề chống cộng trong cộng đồng người Việt của chúng ta rất quan trọng. Bằng chứng chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, cái không khí tranh cử họ cũng dùng cái chiêu bài chống cộng để mà đả kích lẫn nhau. Cụ thể là gì? Là trong những cái quảng cáo của dân biểu Michelle Steele để chống lại dân người ứng cử viên là ông Derek Trần của phía Dân Chủ, thì cả hai phía đều cho rằng người này hợp tác với Trung Cộng, với Cộng sản. Chẳng hạn như họ nói rằng chồng của bà Michelle Steele là người đã cùng đưa ra những cái việc liên kết với những cán bộ cao cấp của Trung Quốc trong thời gian trước, nhiều thứ khác nhau. Bên khi đó thì những cái quảng cáo của bà Michelle Steele thì cho rằng ông Derek Trần là một người Cộng sản, có liên kết với Cộng sản. Vấn đề này là một vấn đề rất là quan trọng. Cho nên là nếu mà nói phía Dân Chủ để chửi phía Cộng hòa không, thì không đúng. Mà tại vì là chúng ta, nếu mà chúng ta theo dõi những cái comment ở trên các cái YouTube của ngay cả của Việt Face TV thôi, thì chúng ta cũng thấy rằng những người Cộng hòa hoặc là những người MAGA họ cũng nói rằng Dân Chủ thổ tả là Cộng sản, tức là họ dùng cái cụm từ đó để liên kết phía Dân Chủ với những người Cộng sản. Thế tuy nhiên là khi mà thủ lãnh MAGA của họ là cựu Tổng thống Donald Trump đứng ra để hợp tác làm ăn với Việt Nam, thì họ sẽ nói sao về điều này? Thì cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi để tự mỗi chúng ta sẽ trả lời cho cái phần đó. Chúng tôi không đưa ra quan điểm, chúng tôi đi nêu sự kiện để chúng ta cùng nhớ là những cái sự kiện đó thôi. Đó. Đúng, thưa quý vị, những gì mà anh Dũng vừa mới chia sẻ đó, nó có cái cơ sở của nó. Và ngay kể cả tôi đi, tôi cũng đang muốn chờ xem rằng là ví dụ như là những YouTuber mà có khuynh hướng bảo thủ đó, hay là thường xuyên ủng hộ các ứng cử viên bên đảng Cộng hòa đó, để xem rằng là họ có bình luận gì về cái bản tin này hay không, hay là họ cũng về cho phớt lờ nó qua. Nhưng về mặt gọi là đại chúng hay là cái cộng đồng mainstream đó, thì có vẻ là cái tin này nó không có được hot cho lắm. Nó có thể quan trọng hơn đối với cộng đồng Việt Nam. Vâng, tôi đã nói ngay từ đầu đó là cái phần tin tức này nó không ảnh hưởng gì đến cộng đồng cử tri người Mỹ. Nhưng nó có thể có ảnh hưởng thế nào đối với cộng đồng cử tri Việt Nam hay không? Thì đó là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cần có cái sự trả lời từ phía rất nhiều người. Cảm ơn phần phân tích với Thái Lê Dịch và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Steven Trần Financial, chúng tôi có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên toàn nước Mỹ mượn tiền để mua nhà hoặc refinance, no income, no tax return, even no job. Không rẻ nhất, không phải là Steven Trần, gọi ngay 714-791-2222. Tân Sinh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn và nhiều quà tặng. Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình Clever Care 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tansinhyen.com. Tiệm vàng Kim Huệ trong thương xá Phước Lộc Thọ, Unit 133, chuyên mua bán hộp xoàn GIA và nữ trang Italy, Hồng Kông. Phương Trâm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ khách hàng nên các sản phẩm mua bán được bảo đảm và dễ dàng trao đổi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Gia Hân Music and Videos, 407-704-6970, free shipping, nhà phân phối karaoke hàng đầu tại USA. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh gia đình và công hàm về Việt Nam kết hôn, 714-766-3345. Quý vị có good credit, có good income và đã từng khai thuế trong 2 năm vừa qua. Nếu quý vị muốn mua nhà hoặc refinance, chắc chắn dễ dàng bởi vì tất cả mọi ngân hàng đều có thể giúp được cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không hội đủ những điều kiện đó thì sao? Hãy yên tâm, Steven Trần Financial, chúng tôi chuyên về non-qualified mortgage home loan, có thể giúp được cho tất cả khách hàng trên 45 tiểu bang toàn nước Mỹ.
No income, no tax return, even no job. Không thành vấn đề, hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo 714-791-2222 hoặc vào trang nhà của chúng tôi taxhomeloan.com. Chúng tôi có trách nhiệm giúp cho quý vị được tiền lời rẻ nhất, tiền lệ phí rẻ nhất, không rẻ nhất, không phải là phi bình dân. Bổ thận hải cẩu hoàng là loại dược thảo chuyên hỗ trợ về suy thận. Thận là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Thận được xem như là gốc rễ của mọi hoạt động, nên khi cơ thể chúng ta bắt đầu lão hóa thì việc quan trọng nhất là tìm đến những phương thuốc lấy lại tuổi thanh xuân. Bổ thận hải cẩu hoàng chính là loại dược thảo xuất sắc nhất, giúp ngủ ngon, giảm tiểu đêm, giảm đau lưng mỏi gối, cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường hệ thống miễn dịch. Bổ thận hải cẩu hoàng được sản xuất tại Hồng Kông. Mọi thông tin xin gọi về Tân Xanh Yến 714-839-6712 hoặc 1-888-982-8828 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Tiệm vàng Kim Huệ trong thương xá Phước Lộc Thọ, dưới lầu, gần cửa sau số 133. Tiệm vàng Kim Huệ, chuyên mua bán hộp xoàn GIA, có giấy chứng nhận kích cỡ của hộp xoàn. Ngoài ra, tiệm vàng Kim Huệ còn có rất nhiều nữ trang Italy, Hồng Kông. Hàng mới về rất hợp thời trang, phương châm lấy kinh nghiệm và uy tín phục vụ quý đồng hương, nên tất cả các sản phẩm mua bán tại tiệm vàng Kim Huệ được bảo đảm, dễ dàng trao đổi và chúng tôi luôn giữ đúng lời hứa. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ tiệm vàng Kim Huệ trong suốt thời gian qua. 714-903-5838, 714-588-2606. Dàn karaoke nhà quý vị đang sử dụng là gì? Nếu là analog thì phải nâng cấp thôi. Analog Amplifier đã hoàn thành sứ mệnh đã lỗi thời. Công nghệ karaoke mới nhất bây giờ phải là Digital Mixer. Đây là bộ xử lý trung tâm bộ não của hệ thống karaoke thời thượng với các công nghệ mới nhất hiện đại nhất. Tiếng nhạc sạch sẽ, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng, đặc biệt dễ hát, hát lâu không mệt, chống hú cực tốt cho nhiều loại micro khác nhau. Digital Mixer thế hệ mới tại Gia Hưng dễ dàng phối ghép, phù hợp với nhiều dàn loa có sẵn hay thậm chí phối ghép cùng dàn nghe nhạc hi-fi high-end có sẵn, chỉ cần đủ công suất là được. Tháng 5 là cơ hội để nâng cấp hệ thống dàn karaoke của quý vị. Nhiều loại digital mixer, power amply, microphone cao cấp đang có giá hấp dẫn tại Gia Hưng Music và Video. Xin gọi cho Gia Hưng 407-704-6970, địa chỉ 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida hoặc vào website gia-hung-music-videos.com. Văn phòng thẻ xanh tập trung chuyên về bảo lãnh. Nếu tôi là bạn thì tôi chỉ chọn văn phòng thẻ xanh khi cần bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, fiancé, còn cái anh chị em. Có văn phòng đại diện tại Việt Nam, quận Tân Bình để giúp đỡ cho thân nhân tại Việt Nam. Đặc biệt chứng chỉ về Việt Nam kết hôn, xin thẻ xanh ở lại Mỹ luôn, đổi thẻ xanh thì quốc tịch Mỹ. Lưu ý, nếu có ai đã nộp hồ sơ bảo lãnh rồi thì cần phải có người xem trình trạng hồ sơ thường xuyên. Hồ sơ bảo lãnh có thể đã bị đóng mà chẳng ai hay biết gì cả. Xin gọi liền 714-766-3345 hoặc website congtythexanh.com. Đừng quên làm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Nhớ gọi cho văn phòng thẻ xanh 714-766-3345. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được những thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.